Quá nhỏ. Sao hôm nay thì cảm giác con thế nào khi được gặp bà nội Nga tại phòng trọ? Cũng như là được tiếp đãi bà nội Nga, cũng như một chút tấm lòng của con. Thì thật sự đây là một cái mà con, nói chung là con chưa từng bao giờ, thậm chí là con nói thiệt với ông bà là con chưa từng bao giờ mà con phải làm như vậy đến bà nội ruột của mình luôn. Là người đầu tiên á, Dạ là đúng rồi, bà nội con Nga là người đầu tiên mà con khai bạch luôn, thiệt. Chứ từ đó giờ con chưa mở một cái gì gọi là to tát, không không phải là không, thậm chí không phải là không mở mà dường như là không không bao giờ mở luôn, không, trước đó không bao giờ mở luôn. Đặc biệt là con mở bằng cái tiền mà con đi bán vé số đúng không? Đúng rồi, đặc biệt hơn nữa là con mở bằng cái tiền vừa đi bán vé số với thưa ông bà. Cái tiền mà con bán là vốn 900 ngàn, cũng Chú như là cái hả? tiền lời của con bị cái tiền này thì con đưa cho bà nội giữ, tiền tí nữa con sẽ đưa nó lại cho ba, cũng như sắp tới thì con sẽ phụ ba con tiền nhà chút đỉnh. Con thề con biết với ông bà là ba con mua cái chỗ đó chưa tới được 900 ngàn, chưa tới được 700 luôn, nhưng mà thôi Mua cái cái gì? tiền này, Mua chỗ đó gì? cái Bị đồ tiền ăn đó đúng đó không? đúng giờ này là vẫn chưa tới 700 luôn, con khá đảm bảo là chưa tới 700, nên vậy là thôi đưa ba con hẳn 900 nữa, coi như là còn bao nhiêu thì con cho ba hết. 900 là toàn bộ số tiền lời bữa giờ con bán số đúng đúng rồi, không? hơn 1 triệu cơ, hơn 1 triệu, nhưng mà trước đó con lấy 100 ngàn đi học rồi thôi kệ. Không sao thì 100 ngàn bây giờ con vẫn đang giữ chứ con cũng đang ăn đâu, thì 100 ngàn vẫn đang giữ đây. Thì cái tiền này coi như là con đưa cho ba, cũng như là sắp tới con phụ ba con tiền nhà, coi như đây rồi cũng phụ thôi chứ còn chẳng biết nói sao hả. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì em đang ở nhà của bé Lượng cả nhà ơi. Đó, trước mặt là quà đẹp trai đó cả nhà. Thì hôm nay một ngày rất là đặc biệt. Đây bé Lượng đây. Bé Lượng, bé Lượng. Chào bé Lượng nha. Hôm nay là ngày gì Lượng? Ngày gì mà? Ngày con đãi bữa ăn cho bà nội Nga, bữa ăn Nó nhỏ, Nga nhỏ. nhỏ hả? Dạ. Thôi theo chú thấy thì đây rất là nhiều đồ ăn đó nha. Con cũng thấy là nhiều đồ ăn nè, chứ nhỏ nhỏ gì con. Hôm nay món gì mà ngon với Lượng? Dạ. Cái này là bún nước tương chung với bún nước. Với Đây. lại mình ăn chung với gỏi gà với lại cháo gà. Trời, nhìn gỏi gà hấp dẫn quá. Dạ. Con không gỏi lòng nữa. Gỏi lòng. Đậu hũ, chả cá, bún. Mấy cái này mình không có cần. Cái con thì ban đầu cũng có dự định ha. Ông bà biết rồi, ban đầu cũng có dự định như thế nào không? Ban đầu có một dự định là con sẽ mua con gà nướng với luôn, con gà bình thường về con luộc. Đó, một là nướng, hai gà luộc, em không biết đâu. Thế là thôi, đã dự định mua con gà luộc, lại mua bún cơm về. Đó, với lại nấu cháo ăn. Mà chắc là con cháo không được, tại con không cháo biết không cháo. À là cái mấy món này Con là ba không con biết. tự nghĩ ra luôn á hả? Con kêu ba làm á hả? Ủa, cái nồi cháo rất là Tự nhiên ngon phải cả nhà. nhân luôn. Đây nồi cháo đây, để em quay nồi cháo cho cả nhà xem này. Con phải Ồ. ăn cháo hả? Con nấu cháo hả? Con Đây không bật đèn lên. Tại sao vậy? Hồi nhỏ giờ ăn Nồi không? cháo gà Đó rất là giờ bệnh nó ngon mới luôn ăn chứ bây giờ ăn. Bệnh nó ăn thôi. Chứ giờ bệnh nó ăn giống chị đó thôi. Ít khi ăn cháo thì bệnh không, không biết sao nữa mà cháo cũng ăn. À không thích. À hồi đó con có bị nghẹn cháo đỏ. Cháo có đỏ. Là đó con có cái loại cháo cáu đỏ ra con khoái ăn cháo lắm, cứ hỏi một tuần là ăn hết năm đó thiệt. Mà đó khoái ăn cháo cáu đỏ nhưng mà không có ăn cháo thường được, cháo bình thường được nên nấu là ăn đủ được đâu, không đi ra ngoài ăn cháo là được biết ăn không. Rồi thôi nấu cái nồi cháo thì cho bà nội ăn tầm bữa Ông nói là ăn cháo của ba là nói đi ông mua trời. Con nói ba nghe nè, con nói ba nghe nè, ba còn tay mơ lắm, ba làm cháo không ngon xíu nào đâu ba ơi, ba đừng có tự mãn. Ba chỉ làm mì mới ngon thôi đúng không? Làm mì giờ cũng quá dở luôn thiệt. Gì lục nghề luôn hả? Lục nghề Hồi luôn rồi. xưa xưa ai nói là ba làm mì là đỉnh nhất Ca mà. tụng hết hết Ừ. lời. Ca tụng hết lời xong về đây là chán hết cũng thôi. Gì là giờ ba lục nghề luôn rồi. Lục nghề luôn rồi. Nói cần là gọi còn dìm nhiều ba với chị con. Đập Dìm con dìm ba tới bến luôn. Nhưng mà lục nghề thiệt. Giờ lục nghề rồi. Cho mình nhìn cái món gỏi á. Rất là ngon. Rất là ngon. Để đục. Là cái chỉnh nào chỉnh chỉnh cho nhìn nó đẹp nè, này giống như review món ăn luôn nè. Đây.
ngon nữa nha. Hôm nay là Lượng mời bao nhiêu khách vậy Lượng? Dạ hôm nay con mời chị Gấu, chú Quân, à, ai nữa? Thì còn chú Trung với bà nội nữa. Trung bà nội ở đâu nào? Bà nội Nga, là con có mời thêm chú Giàu nhưng mà chú Giàu có công việc đột xuất á, cũng như là không có bận nên là không tới được. Ông bà thông cảm, có thể là ông bà, có thể là chú Giàu sẽ góp mặt ở một clip nào đó sau này. À là hôm nay là có bà nội Nga. Dạ, rồi. Rồi có thể là có em của bà nội Nga. Dạ. Rồi bà nội Hóc Môn. Dạ. Có bà nội Hóc Môn chưa? Dạ có bà nội Hóc Môn nhưng mà nội Hóc Môn cũng có mấy công việc bệnh viện em á, là hay chuẩn bị quà cho mấy em bé. Rồi một cơ nhở, mấy em bé cơ nhở để mà mấy em một phần quà trong ngày Giáng sinh, cũng như là giúp mấy em, nói chung là cũng vậy thôi. Chúc mấy em được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bà nội đang bận về cái việc đó. Còn lại thì con mời bà nội không có được. Ông nội bà nội đang bận cho việc nuôi em. Bây giờ ở bên nhà thờ Công giáo mà. Ông nội cũng bận luôn. Dạ ông nội cũng bận. Nói chung là trong nhà cũng ai trong nhà của bà nội cũng bận hết. Có công việc cũng hết. Dạ, có công việc hết. Như vậy. Con của bà nội thì mình đi làm việc với cô giáo. Vì là hôm nay thiếu bà nội Hóc Môn rồi. Nay thiếu mà nó không mua rồi. Rồi theo chú biết là nay là chú Trung cũng không có đây luôn. Ừ, sao vậy? Chú Trung chưa nói con hả? Chưa nói con hả? Thì hôm nay thì chú Trung cũng như là cũng bận rồi đó con. Mới nói được gọi cho ba. Mới nói với ba. Hôm nay là lại thiếu một chú Trung nữa rồi. Một sao thấy thiếu chú Trung một mặt con buồn vậy? Một nhân vật đặc biệt. Đúng rồi. Nhân vật đặc biệt mà lại thiếu ha. Là sao? Không sao, bây giờ có mẹ là bởi vì thực tế là cái bữa tiệc hôm nay nó rồi con hiểu ha. Chỉ gọi lòng của bà nội. Rồi rồi. Cái này là anh làm riêng cho bà nội ha. Riêng bà nội. Có lòng đặc biệt có gì để em có lòng có thịt đầy đủ. Rồi. Lòng mày ăn được phải đầy đủ luôn. Rất là ngon rồi cả nhà. Ở đây là chỉ toàn là đồ ăn và đồ ăn thôi đây. Đồ ăn cao gác thôi, đồ này khá là đủ rồi. Vậy bây giờ là chỉ đợi bà nội đến và mình mở mở bàn ra tiệc thôi. Sao cảm giác hôm nay thấy sao Lượng? Dạ khá là vui, cũng như là cái mục đích chính á thì là ban đầu là con có cái dự định là mình mời tất cả cái anh chị YouTube tới bây giờ giống chú Quân, chị Gấu, chú Trung, chú Gầm là tới đây để dự vui với hai cha con. Nhưng mà nó có cái dịp dạ không? Có cái dịp của như cũng như bà nội Nga lên đây cũng như có cái việc á thì con cũng làm luôn. Hầu như là 3 ngày nay là 3 ngày cảm giác trong một đời con nó vui nhất. Thế là con 3 ngày rồi. 3 2 tất. 3 3 cũng. Ngày hôm nay nó 3 ngày rồi. 3 ngày rồi. Thì 3 ngày này thực sự là 3 ngày mà phải gọi là vui nhất của con luôn. Ngày đầu tiên là được bà nội Nga cất công từ trên Đà Nẵng. Đi tới bà điểm Hóc Môn để mà chung vui với hai cha con, để động viên tinh thần cho hai cha con cũng như là các anh chị YouTube khác. Ngày thứ hai thì con gặp được bà nội Đồng Tháp. Thì bà nội có lên chơi thăm hai cha con để động viên cổ vũ cho hai cha con. Niềm vui nó chứ niềm vui. Thì ngày thứ ba là con mời bà nội Nga bữa cơm để trả ơn. Hôm nay cũng là một ngày vui luôn. Nay cũng là một ngày vui đó các con. Thực tế là món đối với mọi người đây có thể là một món ăn lớn nhưng mà so sánh với cái việc bồ mà nay đã giúp cho hai con tới bây giờ thì đây là cái hành động nhỏ nhất mà con có thể làm, và cũng như là mời bà nội Nga đó, hành động nhỏ nhất thôi. Nói chung là bà nội chứng nhận tấm lòng của con cũng rất là mừng. Thì hôm nay thì bé Lượng là đãi bà nội Nga một hôm một bữa ăn rất là ngon và rất là đầy tình cảm luôn cả nhà. Đây anh Hiếu là chuẩn bị xong một cái bàn ăn rồi nè cả nhà. Nay là mà đâu Hiếu sáng giờ luôn đúng không? Sáng giờ rồi đi chợ rồi xong làm tới giờ. Rồi rồi. Đây quà đây. Chào quà nha. Chào cô ông bà cô chú. Đây quà. Đây rất là nhiều cô chú thương quà luôn và quan tâm đến quà đó nha. Đây giờ là mọi thứ đã xong. Bây giờ con hỏi nè. Bây giờ chạy vô nhà bà Nga.
Nội Hóc Môn. À bà nội đang qua đó hả? Rồi ok Lượng đi nha, đi cẩn thận nha. À, bây giờ thì Lượng đã đi rước bà nội Nga rồi cả nhà ơi. Đây, đây là khung cảnh nhà của anh Hiếu nè cả nhà. Nhà trọ rất là rộng luôn. Thì con dẹp rồi đó. Giờ chỉ còn cái ổ điện thôi. Thôi nha. Hai cha con không có cử lộn nữa nha. Hai cha con cử lộn có ngày nhưng mà rất là vui cả nhà. Đây, đồ ăn anh Hiếu đã chuẩn bị xong hết rồi cả nhà ơi. Đây, để em quay cho cả nhà xem nha. Đây là nồi cháo. À, rất là ngon luôn. À, đang làm đảm đang quá nha hả? Dạ, chào cô chú, anh chị. Bây giờ thì anh Hiếu đã chuẩn bị xong, bây giờ là dọn và chuẩn bị ra bàn mà chào đón bà nội Nga Đà Nẵng cả nhà. Rồi chắc em cũng xin dừng clip ở đây cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà.